đô như này chẳng ai mà thích đô như này không muốn nói là xấu xấu à, mình chia sẻ với anh em cái này này đô trên việt nam đồng thông thường nhỉ? thống kê là thông thường mà đô mà mất giá à việt nam đồng mà mất giá khoảng tranh đô khoảng bốn ví dụ tính từ đầu năm đến bây giờ chúng ta đã chênh độ khoảng từ đầu năm đến bây giờ chúng ta chênh khoảng 3,8% tức là 3,8, 3,9% đô tăng 3,8, 3,9% thông thường là trên 4% chúng ta sẽ có những cái sự điều chỉnh và biến động ảnh hưởng trực tiếp thị trường chứng khoán ấy. Nhớ, yeah. khi mà đô tăng quá 4% chắc chắn thị trường chứng khoán chúng ta sẽ bị biến động yeah. chúng ta có thể thấy giai đoạn vừa rồi chúng ta bị biến động ấy đô ấy. đô ấy. chúng ta không bị ảnh hưởng bởi Dow Jones đâu chúng ta bị ảnh hưởng thằng đô ấy. Nó ảnh hưởng cái mặt tỷ giá của chúng ta nếu mà giai đoạn này không phải là giai đoạn mà chúng ta đang hy sinh về mặt tỷ giá ấy, để ưu tiên về mặt tăng trưởng ấy. thì cá với anh em cố giảm nó sẽ không dừng ở đây với cái tình trạng mà đô tăng hơn 4% như này thống kê cho thấy mỗi lần đô tăng hơn 4% thì thị trường biến động mạnh rất mạnh nhưng mà tại vì là chúng ta đang đi ngược chính sách chúng ta đang ưu tiên cho tăng trưởng và chúng ta đang hy sinh về mặt lạm phát hy sinh về mặt tỷ giá nên là cái bối cảnh của chúng ta chúng ta đặt vào năm nay nó sẽ khác bối cảnh đặt vào những năm 2022 cái điều này mình đã phân tích ở tháng 3 rồi nhưng mà một khi thằng đô nó tăng quá bốn phần trăm nhưng nó vẫn gây áp lực nhé tất nhiên là nó không thể nào nó áp lực nó quá là kinh khủng như năm 2022 được tại vì bối cảnh nó đang đặt nó đang khác nhưng không phải là không có áp lực nếu mà đô mà vượt 106 giờ yeah, cái này nó sẽ có những áp lực trong ngắn hạn có thể là khiến thị trường của chúng ta sẽ rèn dứ hơn rèn dứ hơn mình không muốn nói là câu chuyện là chiết khấu quá là sâu chứ câu sâu gãy chen thì cũng mà vã mồm nhưng mà tức là nó sẽ rèn dứ hơn và khó có thể là đột đột phá ngay được đột phá tức là có hồi xong rồi cũng loanh quanh kiểu thế cho nó khó có thể nó đột phá kiểu dạng break các thứ đánh kiểu vượt đỉnh này kia các kiểu thì nó chưa yeah. tại vì đô nó vẫn đang rất là mạnh đô này vẫn rất là mạnh như này thì khả năng là nó chạm cái ngưỡng bốn phần trăm như này biến động thì thực ra là trong đặt trong cái bối cảnh hiện tại chúng ta thì chúng ta xuất siêu nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì đâu hay chúng ta có quỹ bình ổn về tỷ giá, chúng ta có ngoại hối thì cũng không có ảnh hưởng quá là nhiều đâu. Nếu mà đặt đúng trong cái bối cảnh hiện tại. Nhưng nói gì thì nói khi mà đô tăng quá 4% thì nó không tốt cho thị trường tài chính. Đấy cái điều đấy là cái điều mà chúng ta cũng phải nhìn nhận nó khách quan là như thế. Nó khách quan là như thế. À, mặc dù là trong bối cảnh của chúng ta bây giờ là bối cảnh tiền rẻ, chẳng có ai bối cảnh bây giờ tiền đắt cả hút tiền hút 50.000 tỷ cả nhà thấy hút 70.000 cả nhà thấy kinh đúng không? Nhưng bản chất lãi suất hút có một tháng lãi suất có 0,4 bản chất đấy là một gọi là test cung cầu cái quan trọng này chính là cái thằng đô này nó tăng lên này, này khi mà nó vượt 4 từ đầu năm đến bây giờ thì nó làm cái tác nhân rất lớn đối với tâm lý của thị trường tài chính nó ảnh hưởng tâm lý chứ không phải là tác nhân là do SBV hút tiền SBV hút tiền nó chỉ là một cái cái hệ quả của cái tác nhân này thôi Vì thế nên là khi mà thị trường giảm chúng ta không đánh giá được đúng là ừ, nó là do đâu thì chúng ta sẽ Bị bấu víu vào cái việc đó là hút tiền Tiền có một tháng lãi suất thì rẻ bèo Tiền của chúng ta bản chất giờ đang thừa Chứ chúng ta không thiếu Chúng ta không thiếu Đang thừa tiền Vì thế đặt trong cái bối cảnh như thế này thì có thể là Kết hợp với cái bối cảnh mà ưu tiên tăng trưởng cộng với cái việc mà đô đang tăng thì có thể trong ngắn hạn sẽ sai quay nếu mà nhìn nhận theo kiểu là ngô khoai sắn thì nó sẽ là như thế nếu mà nhìn nhận tại vì là chúng ta chiết khấu chiết khấu chưa chiết khấu rồi nhưng bây giờ liệu chúng ta có phá được chen đâu nếu phá thì có mà bộ mặt của kinh tế cuối năm nó chắc chắn xấu anh em ghi dùng là thị trường chứng khoán đại diện cho bộ mặt của cả nền kinh tế mà nếu mà chúng ta vào phá phá chen các thứ phá nghìn mốt rồi phá một không tám mươi phá nghìn vậy có mà kinh tế cuối năm chắc nát à ba ngày nữa chúng ta sẽ có báo cáo quý ba và chắc chắn quý một và quý hai tạo đáy quý ba chắc chắn sẽ tốt chỉ là tốt đến đâu rồi tại vì những cái chính sách mà hạ nhiệt lãi suất bây giờ nó bắt đầu nó ngấm vào hạ từ bắt đầu từ tháng 3 đúng không tháng tư tháng năm lại hạ tiếp đúng không thì chắc chắn quý 3 nó sẽ có những cái thành quả nhất định và quý 4 chắc chắn nó sẽ phải tốt nhất Nếu không một vài ông mất ghế Vậy thì giữa cái áp lực từ cả thế giới như vậy Và đặt trong cái bối cảnh như vậy Thì có thể trong ngắn hạn sẽ đi ngang Tại vì chiết khấu thì cũng đã chiết khấu rồi Sáng nay mình có nhắn ở trong nhóm nhóm khách hàng Mấy anh em khách hàng bảo Nhiều anh em hôm qua nhắn đêm qua vẫn xem Dow Jones Cái thứ nó giảm 400 điểm mấy Anh em lo ngại Sáng nay anh em khách hàng có, có nhớ là Mình chia sẻ đó là khi mà mình đi ngang hoặc là mình đang tăng mà thằng Dow Jones hay thằng đô nó tăng thì chúng ta mới lo ngại chứ thực ra là chúng ta đã giảm chiết khấu tới 30 rồi 25 30 mỗi cổ rồi thì bản chất là nó còn phải mình có gì mình phải lo ngại nó nữa đâu tức là nếu mà mình đang đi ngang mình tăng thì mình sẽ lo ngại nó giảm nhưng nếu mà mình giảm trước cái nó rồi giảm chiết khấu tới 25 30 rồi thì lo ngại nó làm cái gì nữa tại vì nó về ngưỡng rồi Cả nhà, tức là chúng ta chỉ lo ngại khi chúng ta chưa chiết khấu còn nếu nó đã chiết khấu vào giá mà chiết khấu rất là nhanh và sâu thì có thể là trong ngắn hạn nó sẽ có những cái nhịp hồi phục đấy nhờ cả nhà nhé thì đấy là cái, cái, cái cách mà chúng ta sẽ nhìn nhận nó ngô khoai sắn một chút là như vậy thì, thì kết hợp giữa hai cái yếu tố một là cái biến động giữa cái thằng đô này nó đang biến động trên khoảng bốn so với đầu năm thì có thể áp lực lên thị trường tài chính là có không thể bảo là không có được tại vì tương quan giữa đế kỳ và vn Đếch, mình đã phân tích tháng 3 rồi cả nhà rồi. cực kỳ sát đúng không chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng trong ngắn hạn với kết hợp với cái việc cái bối cảnh chuẩn bị báo cáo tài chính quý ra với cái bối cảnh mà đã chiết khấu tới 25%, 30% mỗi cổ có những cổ chiết khấu 30% nếu hôm nay không bật thì có những cổ chiết khấu 30% đấy cả nhà rồi kết hợp với việc mà chúng ta ưu tiên tăng trưởng vào cuối năm, chúng ta không thể bỏ mục tiêu được và hy sinh về lạm phát, hy sinh về tỷ giá, thì kết hợp với cái yếu tố đấy thì có thể là thị trường sẽ lấy cái vùng 1 một quanh 1 một này là vùng cân bằng và có thể sẽ loanh quanh ở đây một thời gian trước khi đô có dấu hiệu suy yếu đi. đấy là cái tư duy của mình tổng quan để như thế để cả nhà có thể hình dung trước cái bối cảnh hiện tại. Tránh tình trạng anh em cũng quá là thiên hướng về một phía Ví dụ như là đô tăng như này thì Nó rất là xấu Thì tất nhiên là ai chẳng biết là xấu Đặc biệt là khi mà nó vượt ngưỡng 4% từ đầu năm là quá xấu luôn Nhưng mà đặt trong cái bối cảnh hiện tại là chứng khoán cũng đã chiết khấu Từ đỉnh Cũng đã khoảng 25-30% mỗi cổ Rất nhiều cổ Đặt trong cái bối cảnh mà cuối năm chúng ta phải ưu tiên tăng trưởng thì bộ mặt chứng khoán không thể xấu được không thể nát quá được thì có thể là thị trường sẽ có một cái mặt bằng giá nó quanh quanh ở đây quanh nghìn mốt ở đây trước khi có những cái diễn biến mới đặc biệt là thằng đô xem nó như nào ok đấy là cái 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 cách mà mình tư duy về thị trường trong cái giai đoạn này thì anh em có thể là anh em tham khảo anh em tham khảo